Đinh Xuân Tiến 1-0 cho U21 Sông Lam Nghệ An. Siêu phẩm của Đinh Xuân Tiến, cầu thủ năm nay mới chỉ 17 tuổi. Một cú đá phạt mang dáng dấp lá vàng rơi vào góc xa. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại. Đặng Quang Tú mang áo số 8 vào. Bàn thắng đã được công nhận. 2-0 cho U21 Sông Lam Nghệ An. Tình huống dứt điểm của Lê Thành Lâm vô tình đã tạo cơ hội cho Trần Ngọc Ánh. Trần Ngọc Ánh đã rất nhanh trong tình huống vừa rồi. Văn Việt và lên bóng khá trống trải phía cánh phải của Văn Việt. Vẫn là Văn Việt. Văn Việt vào xuất kha và tỷ số đã là 3-0 cho Sông Lam Nghệ An. Người ghi bàn là Nguyễn Văn Việt, cầu thủ áo số 7. Như vậy là Văn Việt đã nâng tổng số bàn thắng của anh tại vòng chung kết U21 bóng thanh niên năm nay lên con số 2. Phối hợp bật tường một chạm rất hay của các cầu thủ Long An. Không được. Đã có bàn sút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho U21 Long An. Và người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 2 Phan Nhật Thanh Long, Thái Bảo Trung. Cú sút thẳng vào. 4-1 cho U21 Sông Lam Nghệ An. Và cú sút này khiến người ta liên tưởng đến Quang Hải ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một pha móc bóng rất nguy hiểm của Duy Khang. Khá nguy hiểm của họ cho Sông Lam Nghệ An. Vào. Như vậy là tỷ số được nâng lên 5-1 cho đội bóng xứ Nghệ. Một pha dàn xếp và phản công rất sắc nét.